Kính chào cô chú anh chị đã trở lại với kênh Vườn Xứ Trúc Ly nha. Hôm nay con xin giới thiệu với cô chú anh chị lô 10 cây nha cô chú anh chị. Này ghép một màu có 2 màu, 3 màu đều có hết nha. 10 cây này là giá từ 70.000 cho đến 150.000 nha. 150.000 là cây Vĩnh Lộc 16 san hô á. Củ rất là to nha cô chú anh chị. Mấy củ mà 100.000 là hoành trên 50 hết luôn á. Vườn con gửi xe Tô Châu ở khu vực miền Tây nha. Xe Phương Trang thì có đi ra miền Trung, miền Bắc á. Tỉnh nào thì có chành xe Phương Trang thì con gửi được nha. Còn ship Viettel là con ship nhỏ cây, ship toàn quốc luôn. Ship Viettel là nhận hàng thanh toán nha cô chú anh chị. Con sẽ giới thiệu từng cây cho cô chú anh chị mình xem nha. Cây thứ nhất con ghép hai màu nha, phương la 23 và xuân ý. Cái này là có 4 bo phương la 23, 1 bo xuân ý nha. Cái này hoành là 50 ăn lên không á, 50cm á, hoành cũ nha. Phương la 23 này chuẩn bị có hoa nha cô chú anh chị, đang có nụ nhỏ nè. Cô chú anh chị mà nhận gửi xe là về là có hoa ngắm liền luôn á. Phương La 23 là một giống đổi màu rất là đẹp. Cây số 2 này con ghép 4 màu luôn. Vàng kem, ti ti, cát và hồng bích. Vàng kem nè, ti ti màu tím nè, mùi cát màu sọc hồng nè. Hồng bích thì màu trắng có viền. 4 bo 4 màu luôn nha cô chú anh chị. Cái số 2 100.000 nha. Cái này ti ti với rắn kem nó đang có nụ. Còn hồng bích với mùi cát thì chưa. Cây số 3. Cây số 3 100.000 luôn. Cây số 3 này con ghép phương la 23 với hồng ngọc nha. Phương la 23 là màu vàng chuyển hồng, màu hồng ngọc thì màu hồng nha. Cây này 100.000, có 5 bo nha cô chú anh chị. Củ rất là to, mấy cái này là nằm trong chậu C10 á. Này hoành củ 50 trở lên không à. Phương là 23 thì đang có nụ nha. Cây số 4. Cây số 4 con ghép hai màu ruby và tiết nhiệt đới nha cô chú anh chị. Cây số 4 100.000. Cây số 4 này 7 bo. Cây số 5, cây số 5 120 nha. Cây này là tuyệt phẩm luôn. Cây này củ rất là đẹp luôn. Củ nhìn hướng này rất là đẹp. Cây này con ghép 4 màu, phương la 23, vàng kem, thần tài hai lớp và phú lộc. 4 giống nha. Cây số 6 70.000 nha. Cây số 6 nó có cái sẹo cắt ở đây cho nên con để giá rẻ cho cô chú anh chị mình về sưu tầm nha. Cây khỏe bình thường nha cô chú anh chị. Cây này có 4 bo á. Cây số 6 là cây bubble bill. Chứ cây này cũ cũng to lắm á. Bubble bill đang cái này nó chưa có bung hoa. Này đang có nụ nhỏ nè. Bubble bill là màu tím đen nha cô chú anh chị. Bo nó khỏe nha. Cây số 7. Cây số 7 là con ghép hai màu Beauty và Xuân Ý. Cây này 4 bo của chú anh chị, 1 bo Xuân Ý, 3 bo Beauty nha. Cây số 7 này 90.000 nha. Beauty nó đang có nụ qua nụ trơn. Cây số 8, cây số 8 150.000 nha cô chú anh chị. Cây số 8 này 2, 4, 6, 8, 9 bo luôn. Củ củ luôn. Số 8 này có một cái, để con quay cái củ xong mình quay qua san hô cho cô chú anh chị mình xem. Số 8 là cây Vĩnh Lộc 16 á. Màu trắng có hương thơm nha. Đây. Có một cái bo san hô, nó còn đang lên san hô nữa nè. Bẹ san hô rất là to luôn. Cây này tàn xum xê luôn nha.
Cây số 9 con ghép hai màu Black Amalis và Lạc Long Quân nha cô chú anh chị. Cây này 100.000. Cây này cũ rất là to. Cây này 4 bo nha. Cũ nữa nè. Cây số 10, cây số 10 70. Cây này con ghép Vân Cát nha. Cây số 10 này 7 bo nha cô chú anh chị. Cây số 10 này cũ rất là già mà có vết nám nhẹ ở đây nha. Đang có hoa nha cô chú anh chị. Cây này đang có nụ lớn hết nè. Mình về mình có hoa ngắm liền luôn á. Hôm nay con có 10 cây nha, con ship từ 2 cây nha. Cô chú anh chị mà sưu tầm cây nào thì alo số điện thoại của con. Số điện thoại con là 0358 899 853. Cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ vườn của con nha.